Xin thân chào hết thảy các bạn yêu cơ. Trong video này, S sẽ giới thiệu với các bạn hai trận đấu hay và hấp dẫn. Trận thứ nhất của Vương Thiên Nhất, trận thứ hai của Lại Liêu Hinh, diễn ra vào ngày hôm nay 20 tháng 5, 2023 tại vòng 6 giáp cấp liên tái. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Rồi, hàng nóng nha các bạn, nhớ like, comment rồi nha. Like trước xem sao cho khỏi quên, comment ABCD như mấy bữa là quá tốt rồi ha. Trận Vương Thiên Nhất thì đã xong lâu rồi mà chờ trận Lại Liêu Hinh lâu quá các bạn, và trận Lại Liêu Hinh lại dài nữa mà hay hấp dẫn dành cho Việt Nam nên phải chờ. Vừa xong là ép up lên liền đây.
吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。Tới đây mà muốn né sát cục chỉ còn nước vào tướng thôi thì coi như mất pháo, sớm muộn cũng thua. Hoàng Hải Lâm đã buông cờ, nhận thua. Chúc mừng Vương Thiên Nhất đã thắng liên tục và đang đứng đầu bảng xạ thủ quân nha các bạn. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai của Lại Lý Huynh đối đầu với Lưu Minh. Đây là trận cờ chớp. Đây là ván cờ chớp. Sau ván đầu tiên tiêu chuẩn, Lưu Minh đã khéo léo thủ hòa được với Lại Lý Huynh khi mà Lại Lý Huynh có lúc gác lên tới 600-700 điểm.
吃 吃 吃 吃吃 吃 吃 吃 吃
吃 吃 吃 吃 吃 将军 吃
将军。 将军。 将军。
将军。将军。将军。将军。吃。将军。
将军。将军。吃。吃。Tới đây không còn gì tiếp nối nữa, Lại Lý Huynh đã buông cờ, nhận thua. Thật buồn cho Lại Lý Huynh mà không vượt qua được Lưu Minh này trong tầm tay của Lại Lý Huynh thôi. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.